mình về, về làm một chiếc lá đa sân về. Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với You Know We Now. Chào tất cả mọi người. Đây cũng là một series mà Nhi cũng vừa là một người dẫn chương trình, một người host, nhưng mà cũng đồng thời là một người cháu đang lắng nghe những câu chuyện của giáo sư, của người thầy của mình là giáo sư Phan Anh Trường. Vâng. Có thể học đọc về những câu chuyện phát triển bản thân của người trẻ. Ngày hôm nay thì trước khi đến với một cái chủ đề mà cũng là mới nhưng mà cũng là cũ, thì chúng con lại một lần nữa luôn cảm ơn thầy và biết ơn thầy, vô cùng trân quý thầy vì đã có mặt ở đây với chúng con. Thầy xin cảm ơn Bảo Nhi. Thật sự ra là thầy mới phải cảm ơn, bởi vì các bạn đều biết rằng là thầy không có muốn ngày nào đó mà thầy rời cái thế giới này thì thầy không có muốn đem đi hết đâu. Trong các cái quốc gia mà người ta để lại, người ta phát triển các thế hệ trẻ đó, thì thường thường những cái người ở thế hệ trước luôn luôn là chăm sóc cái việc để lại những cái tài sản, những cái di sản tinh thần và những cái trải nghiệm của họ. Thì thầy làm cái việc này thì nó thì là cũng là một việc cho đi, nhưng mà nó thật sự ra là chúng ta đóng góp cho cái tương lai của thế hệ trẻ, tất nhiên là cũng là cái tương lai của đất nước. Thì thầy làm cái đó một cách rất một tinh thần rất là vui vẻ, và mong rằng những cái trải nghiệm của mình nó sẽ giúp cho các bạn từ cái trải nghiệm đó tiến lên, chứ không phải là làm lại từ đầu mỗi lần. Khi mà nghe được lời này từ thầy thì chúng con cảm thấy được động viên lắm. Tại vì giống như là mình có một cái người đồng hành, tuy là sẽ không phải là như là một người ông cháu thật sự trong nhà đâu, nhưng mà chỉ cần nghe thầy ở trên nền tảng những cái lời chia sẻ mà nó trực tiếp hay là gián tiếp, thì chúng con cũng đã được thích lại rất là nhiều với cái công cuộc mà hành trình gọi là phát triển bản thân phía trước. Ngày hôm nay thì con xin phép được nói về chủ đề là tư duy hệ thống, là một kỹ năng mà nghĩa là cũng chưa có nhiều người biết đến. Và để mà hiểu rõ thì con cũng đang chưa có nhận thấy là mình hiểu nó một cách đơn giản như thế nào. Vậy thì với thầy, một người đã đi qua rất là nhiều những cái chặng đường, những cột mốc đặc biệt, thầy cũng rất là nổi tiếng với tư duy hệ thống. Vậy thì với thầy, định nghĩa tư duy hệ thống là gì, thì và thầy có thể giải thích cho một đứa trẻ hiểu được không? Ôi rồi, tư duy hệ thống thì có hai cách giải thích. Cách giải thích và rất là cầu kỳ thì là mình bảo rằng là vũ trụ là một hệ thống, và tất cả mọi yếu tố của vũ trụ đó nó đều có ảnh hưởng trên nhau. Ôi rồi, nếu thế thì nó rối trí lắm. Không, tư duy hệ thống nó đơn giản lắm. Tư duy hệ thống nó là cái ảnh hưởng của mỗi sinh vật với nhau. Thế thôi. Và nó là cái luật nhân quả. Và nó là cái luật hấp dẫn. Tức là nó vừa hấp dẫn và nó vừa nhân quả. Thí dụ như là tôi muốn có một người bạn, mà tôi tự nhiên tôi gặp cái người đó là người đó rất hấp dẫn tôi. Thế là mình bị hấp dẫn và hai người trở thành hệ thống. Vậy, hai người trở thành một hệ thống. Thế rồi tôi làm một cái gì mà tôi tạo nên một cái phản ứng của những người xung quanh, thì tôi tạo nên một cái nhân quả. Thế thành ra bất cứ một cái việc gì mình làm đều có nhân quả. Thì cả cái hệ thống nhân quả là một hệ thống. Tất cả cái loài người sống với nhau có những cái ảnh hưởng trên nhau, cho những hành vi trên nhau, đó là một cái hệ thống nhân quả vĩ đại. Và nó cũng là một hệ thống hấp dẫn vĩ đại. Đó. Thế thì hấp dẫn nhau và tạo sự phản ứng của nhau thì nó là hệ thống. Thế thì lấy một ví dụ thôi. Chiều hôm qua thầy đi nhậu với một người bạn. Thấy anh ấy uống nước ngọt nhiều quá. Mình bảo, ê bạn ơi, bạn uống nước ngọt như thế này thì dễ có thể có tiểu đường. Thế thì bạn ấy bảo thôi, kể đường, tiểu đường thì kệ nó. Tôi lúc này tôi đang khỏe lắm, tôi đang thích uống nước ngọt. Thế nhưng mà là cái nhân quả của cái việc mà ăn đường nhiều quá, nó sẽ là tiểu đường. Hoặc là một người nào mà đi mưa nhiều quá thì thế nào cũng có ngày phải rét. Một người mà học hành rất là tốt thì sẽ có ngày thành công.
Thế thì tất cả những cái đó là nó cái luật nhân quả. Và cái luật nhân quả là nó cái mình có cái tư duy hệ thống, tức là mọi chuyện nó dính liền vào với nhau. Đó. Tức là ăn đường thì thế nào cũng có thể đưa tới tiểu đường. Sống không có lành mạnh thì sẽ đưa tới bệnh tật, mà học hành mà chịu khó thì sẽ đưa tới cái sự những cái kiến thức cao hơn. Đấy. Thì đấy là nó là cái tư duy hệ thống, nó đơn giản thế thôi đấy. Thế nhưng mà cái vấn đề là thế này, là người ta có mang cái tư duy hệ thống để mà người ta sống hay không, hay là người ta quên mất đi. Tức là người ta không quên mất đi là sao, là làm cái gì cũng coi như cái đó là một cái hành vi riêng rẽ, nó không liên quan đến ai, nó không dính dáng đến cái gì cả. Thì cái đó là cái nguy hiểm ghê lắm, là tại vì rằng là mình phải nhớ rằng là cái gì mình làm nó cũng có nhân quả. Và nói như thế tức là mình có tư duy hệ thống. Tò mò quá, vậy thì con không biết là thầy trải qua những giai đoạn trong cuộc đời của thầy cho đến tận thời điểm hiện tại thì thầy đã áp dụng tư duy hệ thống trong những cái việc thầy làm như thế nào? Cái tư duy hệ thống á, là nó tới một cách tự nhiên. Mình chỉ cần chú ý một chút thôi. Mình làm cái gì đó thì mình để ý một tí thôi. Thí dụ như là mình chạy ngoài đường dưới nắng thì mình sẽ khát. Thế cái việc mà người có tư duy hệ thống là à biết trước là mình sẽ chạy dưới đường dưới nắng thì mình nên đem thêm một tí nước. Thế, tức là cái người mà làm cái việc đó là người ta đã có tư duy hệ thống, tức là người ta biết trước cái chuyện nó sẽ xảy ra và người ta đã có một cái phương cách để mà giải quyết cái vấn đề mà nó sẽ xảy ra. Đó là tư duy hệ thống. Thế thì thực ra là luôn mình làm cái gì mình cũng biết có cái hậu quả, và mình biết có trước cái hậu quả thì hoặc là mình không làm, hoặc là mình làm cái gì để cái hậu quả đó nó trở thành một cái hậu quả tích cực, một cái hệ quả tích cực. Với con có biết được một cái bài viết ở trên là MIT Sloan Management Review á, là họ có đề cập đến tư duy hệ thống là một loại kỹ năng lãnh đạo của thế kỷ 21. Vậy thì khi mà nhìn nhận được những cái bài viết mà nó mang cái tính nghiên cứu như vậy thì chúng con sẽ nghĩ rằng là nó chỉ dành cho những người mà làm ở vị trí lãnh đạo thôi. Thì với thầy thì thầy cảm thấy cái việc này, cái tư duy hệ thống nó đóng góp cái vai trò trong cái việc phát triển con người như thế nào, cho dù là người đó có làm lãnh đạo hay là họ chỉ quản lý công việc của bản thân họ thôi. Để thầy lấy một cái ví dụ là con sẽ thấy nó rất đơn giản. Ngày xưa kia đó người ta không có lửa, thế giới này cách đây mấy trăm ngàn năm nó là không có lửa, và người ta chế ra cái lửa, và người ta mới khám phá rằng cái lửa nó nóng, và người ta mới bắt đầu làm bếp. Tức là xưa kia đó, trước khi có lửa đó, người ta ăn sống hết, bởi vì người ta có nấu đâu, người ta ăn sống. Thế thì từ khi có lửa đó, từ người ta mới biết châm lửa, rồi dần dần người ta mới biết làm hột quẹt để mà người ta đốt đốt miếng gỗ hay là củi để mà nó nóng. Đến khi người ta mới có cái hột quẹt rồi đó, thì người ta mới bảo rằng là mình có thể chế ra cái bếp mà nó chạy bằng ga. Thế thành ra là người ta bật một cái lên là nó không cần hột quẹt nữa. Rồi xong nó người ta lại chế ra là bếp điện, lại không có lửa luôn nữa. Đấy. Tức là cái đó nó chỉ chứng minh cái gì? Nó chứng minh rằng là cái thế giới này đó, nó biến đổi. Và khi mà chúng ta làm bất cứ một cái gì đó thì chúng ta phải hiểu rằng là có thể một lúc nào đó chúng ta có thể thay thế được cả một cái hệ thống bằng một cái hệ thống nào khác. Cái hệ thống lửa nó đã bị cái hệ thống điện nó thay thế. Thế thì cái đó có nghĩa là gì? Cái đó có nghĩa rằng là cái bước tiến của nhân loại nó là cái bước tiến không ngừng, nó làm cho chúng ta thay đổi hệ thống lý luận, hệ thống sống. Thế thì mình hiểu cái hệ thống như thế thì mình mới tìm ra cái sự bước tiến. Thế thì làm thế nào để mà có tư duy hệ thống để mà tạo nên sự bước tiến? Thì nó rất đơn giản, là mình bảo rằng là ôi dồi ôi, châm lửa đó thì nó sẽ cháy cả rừng, nếu mà mình đốt lửa trong rừng mà để mà mình nấu nướng thì nó cháy rừng. Thế thì người ta phải suy nghĩ rằng bây giờ làm thế nào để mà không có lửa. Thế thì thực tức là cái tư duy hệ thống đó, nó giúp cho chúng ta sáng tạo ra những cái tình huống mới.
Đấy. Và đến khi chúng ta sáng tạo được cái bếp điện thì chúng ta bảo rằng là chúng ta có lẽ đã tới rồi. Thật phải không phải đâu, vẫn chưa tới. Là tại vì rằng là bây giờ đó thì chúng ta lại chế ra một cái hệ thống khác nữa là cái vi sóng. Chúng ta chế ra cái vi sóng thì nó làm chín một cái miếng thịt mà nó mình cũng không thấy lửa mà cũng không thấy điện đâu cả. Đấy. Nó tại vì nó đi qua cái tần số, một cái tần số đó nó làm cho cái miếng thịt đó nó chín. Thế nhưng mà bây giờ đó, nếu mà chúng ta lý luận hệ thống tiếp thì chúng ta lại không nghĩ về cái tiến hóa về công nghệ nữa. Chúng ta chỉ bảo rằng để cho người khác làm bếp cho mình. Thế là chúng ta mới bắt đầu mới chế ra cái delivery, tức là có người ta làm bếp cho tất cả mọi người, và chúng ta chỉ bây giờ là ở nhà đó chỉ gọi điện thoại bảo rằng là đem cho tôi tới một bữa cơm gà. Thế, tức là nhà mình không có bếp luôn nữa. Thế thì có phải rằng là cái tất cả cái cuộc sống của chúng ta là chúng ta luôn luôn đáp ứng, thích ứng theo những cái hệ thống mới mà chúng ta chế ra. Thế, thế rồi bây giờ nếu mà mình nói về cái chuyện chuyên chở thì người ta biết rằng là các cái xe ô tô ngày xưa đó, lúc mà mới chế ra cái xe ô tô đó thì là người ta sử dụng dầu khí. Thế xong rồi người ta sử dụng ngày xưa nó là còn sử dụng cả củi nữa cơ. Những cái xe 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 đầu tiên đó là nó đốt củi để nó lên hơi nóng nó mới làm cho cái máy nó chạy. Thế xong rồi đến khi dùng dầu khí, hết dùng dầu khí rồi thì dùng xăng xong rồi dần dần đó, bây giờ đó là mình có xe điện rồi. Mà bây giờ đó thì là người ta lại còn chế ra cái xe mà không có người lái đó. Không, cái tư duy hệ thống là nhìn cái thế giới cái gì nó cũng liên quan đến cái gì. Và từ đó chúng ta thay đổi một cái gì trên một cái yếu tố nào thì nó tạo nên cái sự thay đổi trên một cái yếu tố nào khác. Nó liên quan hết với nhau. Và chính vì nó liên quan hết với nhau cho nên là chúng ta mới tạo nên luôn luôn một cái thế giới mới. Bởi vì chúng ta thay đổi những cái yếu tố trên tất cả những cái thành phần của vũ trụ. Vậy với những bạn mà đang chưa có trang bị cho mình tư duy hệ thống thì sẽ như thế nào? Mình bắt đầu bằng dạy họ cái nhân quả. Bạn không học thì bạn rốt. Đó là tư duy hệ thống. Bạn không học thì bạn rốt. Bạn không học thì điểm bạn xấu. Thế. Bạn tập thể dục mỗi buổi sáng thì bạn sẽ khỏe. Bạn học bơi, bạn sẽ biết bơi. Đó là hệ thống. Bạn chạy mỗi buổi sáng thì bạn sẽ có cái thói chạy mỗi ngày, một cái cơ thể của bạn nó tráng kiện hơn. Đó là tư duy hệ thống. Đấy. Thế thì mình bắt đầu bằng như thế. Và đừng quên một chuyện nhé, là cái đứa trẻ con ấy là nó có tư duy hệ thống ngay khi nó sinh ra. Nó bảo bố ơi, tại sao thế này, tại sao thế nọ. Khi nó hỏi tại sao là nó có tư duy hệ thống. Đấy. Mà khi mà chúng ta không có cái câu hỏi tại sao thì chúng ta không có tư duy hệ thống. Tại sao khát mà không uống nước? À, thế thì cái người đó nó có tư duy hệ thống. Còn cái người bảo rằng lúc cần khát thì uống, không khát thì không uống, nói như thế là không có tư duy hệ thống. Là tại vì là mình không lồng cái việc khát với cái chuyện uống, nó đi với nhau như là một cái hệ thống, mà nó chỉ có lúc cần thì làm, lúc cần thì làm. Cái người mà lúc cần thì làm đó thì nó không phải thấy là hệ thống, nó chỉ là những cái nhu cầu nhất thời thôi. Thành ra một cái đứa trẻ, tất cả các đứa trẻ nhỏ đó đều có tư duy hệ thống hết. Mình phá tư duy hệ thống của nó khi nó lớn lên. Thế cái đó, điều đó là một điều rất là đáng tiếc. Đấy. Nói tóm lại đó, làm cái gì cũng hiểu cái nhân quả, biết tại sao, biết thế nào, biết để làm gì, làm thế cho ai và trả cái giá nào thì là có tư duy hệ thống. Thế thì thầy lấy một cái ví dụ khác, lấy ví dụ về dược thảo và về y khoa. Đông y thì nói rằng các bạn mà cứ uống cái lá này thì các bạn sẽ khỏe. Đó, cái đó là cái đông y. Đấy. Và cái tây y thì nó đi xa hơn một tí. Nó bảo rằng là chúng ta sẽ tìm tòi tất cả mọi cái tố chất trên cái thế gian này để xem là cái tố chất nào nó chữa được tốt nhất cái bệnh này. Đó. Tức là cái đông y thì tìm ra giải pháp rồi, nhưng mà cái tây y nó tìm ra tất cả mọi giải pháp. Đấy. Thì hai cái thái độ đó là đều là tư duy hệ thống hết.
nhưng mà nhìn khác nhau. Một cái tư duy hệ thống là chúng ta đã có giải pháp rồi thì chúng ta cứ vui vẻ với cái giải pháp đó. À, và một cái giải pháp là nếu mà cần cấp cứu là tôi có thuốc cho cấp cứu. Nếu mà chỉ cần cho khỏe thôi thì tôi có vitamin cho sức khỏe. Nếu mà cần thì đấy là tư duy hệ thống. Uống thuốc là tư duy hệ thống. Đó. Thế. Và y khoa là một cái tư duy hệ thống. Tại vì rằng là trước đây đó là người ta không biết chữa. Cách đây mấy trăm ngàn năm đó, loài người bảo bệnh thì chết thôi. Không biết chữa. Đấy. Khi mà chúng ta đã có cái tư duy đi chữa một cái bệnh là chúng ta có cái tư duy hệ thống rồi. Vậy thì không biết là tư duy hệ thống với thầy có chia theo giai đoạn không thầy? Thầy thì thầy không có nghiên cứu về cái giai đoạn cho nên là thầy không trả lời được cái câu này. Thế nhưng mà dù sao chăng nữa đó, thì nó có một cái điều mà nó làm thầy rất là ngạc nhiên. Là ngày nay đó, khi mà chúng ta có cái sự xuất hiện của AI đó, thì cái tư duy hệ thống đó, nó bớt đi. Là để thầy lấy một cái ví dụ. Trong cái việc làm của chúng ta về marketing thì trước đây cái tư duy hệ thống là gì? Tư duy hệ thống là tôi làm cho cái tách trà này nó ngon để cho mọi người mua cái tách trà này. Đó là tư duy hệ thống. Nhưng mà bây giờ đó thì người ta lại không nghĩ đến cái chuyện ngon. Người ta bảo rằng là tôi làm cái tách trà này đó, là tôi cho 100.000 người thử. À, không cần biết ngon hay không ngon. Cái tách trà nào mà người ta mua nhiều nhất là tôi bán. À, tất nhiên là nó phải ngon rồi. Nhưng mà cái ngon nó không phải là mục tiêu. Cái mục tiêu là bán nhiều. À, nó có thể là nó không ngon nhưng mà vẫn bán nhiều. À, thì bây giờ người ta đi theo cái big data. Tức là nhiều là tốt. Thế thì tức là người ta đang tách rời ra khỏi cái tư duy hệ thống. Cũng như là thế này. À, có rất nhiều cái sự lừa đảo trên mạng. Nhưng mà những cái người lừa đảo trên mạng là người ta khám phá rằng là người ta rất khó bị bắt. Người ta không lý luận hệ thống nữa, không sợ bị bắt. Tức là làm một điều tiêu cực mà không phải trả giá. Thì tức là người ta cắt cái, một cái hành vi với cái hệ quả. Người ta không sợ bị bắt. Tức là nó không còn cái hệ thống nữa. Người ta không sợ làm điều tiêu cực nữa. Mà người ta cứ việc làm điều tiêu cực. Còn ai chết kệ. Thành ra là có rất nhiều người bị lừa đảo mà người ta khốn khổ lắm. Là tại vì người ta mất nhà, mất cửa, mất nhiều thứ lắm. Nhưng mà không ai đền cả. Tức là cái luật nhân quả đến lúc đó, đó thì nó gặp phải một cái sự vướng mắc kinh khủng. Là có người ta làm tội mà không ai trả giá hết. Vậy thì đâu có hệ thống. Đó. Thế thành ra là cái thời mới ngày nay nó đang tách rời cái hành vi với cái nhân quả của nó. Là cái này đó là một cái điều mà thầy nhận thấy là rất đáng quan tâm. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà trong cuộc sống của thầy, thầy khám phá ra là có nhiều việc mà không có hệ quả. Tất cả những điều tiêu cực của thế giới này đã không bị phạt. Nếu mà để nói nhìn nhận về những cái thế giới xung quanh thì nói như thế thì con cũng hơi sợ một chút. À. Vậy có cách nào chúng ta có thể quay lại? Cái cách duy nhất là mình nhận định được rằng là cái cuộc sống mình mà mình đạo đức thì mình hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc nó bền vững. Mà dầu sao chăng nữa đó thì mình phải nói rằng trong một cái cuộc sống có lẽ cái chữ hạnh phúc vẫn là cái chữ quan trọng nhất. Tại vì rằng là hạnh phúc là nó có cả cái sức khỏe trong đó. Nó cũng có một chút tài sản trong đó. Sự đủ đầy, nó cũng có cái sự yêu thương trong đó, nó có tất cả. Thì cái người hạnh phúc là cái người có tất cả. Thì ai cũng đi kiếm hạnh phúc hết. Mà cái hạnh phúc ấy, mà nó muốn nó bền vững thì nó phải đạo đức. Chứ cái hạnh phúc mà nó không đạo đức ấy, thì nó không bền vững. Chẳng hạn như là hai người tình nhân mà có tình cảm với nhau nhưng không đạo đức thì chỉ đi tới cái việc là yêu nhau một cách nhất thời, vài ngày, vài tháng, rồi bỏ nhau. Thì nó không đạo đức, thì nó không bền vững. Chứ còn những người mà người ta yêu nhau với một cái tinh thần rất là đạo đức,
thì người ta sẽ đi tới hôn nhân, người ta sẽ đi tới lập một cái gia đình, một tông đường, thì như thế mới gọi là hạnh phúc. Đó. Thế thì bây giờ nếu mà mình nói một cách đơn giản thôi, thì cái tư duy hệ thống là cái tư duy nó bắt buộc chúng ta làm bất cứ một cái gì, bất cứ một cái hành vi gì, nó đều có cái hệ quả của nó. Và chúng ta phải chấp nhận ngay từ đầu cái hệ quả của cái hành vi của mình. Chứ không phải là mình đợi đến khi nó xảy ra rồi, rồi mình mới hạ hồi phân giải. Thì cái người mà hạ hồi phân giải là cái người không có tư duy hệ thống. Nếu mà có những người mà họ đã đi một đoạn đường rồi và bây giờ họ quay lại, hoặc là những bạn trẻ như con đi, họ mới biết đến cái chuyện này, thì cái hành động đơn giản nhất mà họ có thể làm ngay bây giờ để xây dựng cái tư duy hệ thống là gì? Thật ra đó thì cái chuyện nó xảy ra rất thường. Cái gì mà con nói vừa mới nói là nó xảy ra rất thường. Là bởi vì cái thế hệ trẻ của chúng ta đó là rất ít người có tư duy hệ thống. Họ đi ngược đường, họ không bị phạt. Họ tiếp tục đi ngược đường. Một ngày kia đi đụng xe vì người ta đi ngược đường. Lúc đó thì than vãn, mà tại sao tôi đi ngược đường mà tôi lại bị đụng xe? Thì cái người mà đã đặt cái câu hỏi đó là không có tư duy hệ thống. Tại vì bạn đi ngược đường thế nào cũng có lúc là bạn gặp cái tai nạn. Đấy. Thế rồi thầy thấy rằng là trong cái thế hệ trẻ có rất nhiều người, người ta ngày hôm nay có người yêu này, ngày mai có người yêu khác. Xong rồi họ than rằng cuộc đời của họ giống tuếch là tại vì không có ai yêu họ thật. Nếu mà họ coi cái tình yêu nó rẻ như thế thì thật sự là họ sẽ không bao giờ tìm được cái tình yêu hết. Thế rồi cũng lại có những người mà người ta thấy rằng là lừa một người bạn hay mượn tiền người bạn không trả. Cái chuyện nó phổ biến lắm. Thì người ta lại ngạc nhiên là tại sao người ta mất bạn. Có thể là anh mượn tiền của người ta, anh hứa anh trả người ta, rồi anh không trả người ta, thế rồi anh bảo rằng là tại sao người ta bức xúc. Thì cái đó là cái, khi mà mình tự hỏi tại sao người ta bức xúc là mình đã không có cái tư duy hệ thống rồi. Bởi vì cái người có tư duy hệ thống thì người ta phải hiểu ngay từ đầu là mình mượn tiền mà mình không trả thì mình sẽ gây ra vấn đề. Thì bây giờ đó thì trong cái thế hệ trẻ đó, rất đông người không có tư duy hệ thống, cho nên là làm việc nó không mạch lạc với nhau, và người ta không có cần cái hệ quả của cái việc làm của mình. Thế thì cái xã hội này là một cái xã hội mà nó đang đi vào một cái thế giới mà cái tư duy hệ thống nó đang vỡ nát ra từ từ. Đó, như là thầy đã nói đúng rồi. Tới thì con cũng được biết là thầy có quyển sách về tư duy hệ thống mang tên là tư duy giải tràng, hoặc là một cái tên chính thức nào đó. Con không biết là tại lý do vì sao thầy lại viết sách về chủ đề này. Thầy viết sách về cái đề tài này là bởi vì rằng là chúng ta phải nhìn cái tương lai của chúng ta xa hơn là một tiếng nữa hay là hai ngày nữa. Chúng ta phải nhìn cái tương lai sẽ dài hơn. Chẳng hạn như là rất nhiều người ta bỏ học. Lúc này rất nhiều người bỏ học. Học đến lớp 6, lớp 7. Số đông là tới lớp 9. Rồi xong họ bỏ học. Mà thầy còn nói thậm chí cho các bạn nghe đây này. Thầy còn có những người mà thầy coi như là những đứa con tinh thần của thầy. Thầy bảo rằng là cố học lên đại học thì tôi sẽ cho đủ tiền để mà học cho đến khi xong đại học thì mới thôi. Tức là thầy sẵn sàng thầy đài thọ cho mấy đứa trẻ đó. Ôi, không phải nhiều tiền đâu, nhưng mà đủ để mua sách, đủ để ăn uống mỗi ngày. Đấy. Và không, vẫn bỏ học. Tại vì coi cái sự học nó không quan trọng. Tức là coi như là những người đó là những người mà đánh giá cái sự học nó không có cái ích lợi nhiều. Đấy. Thì thầy thấy rằng là cái đó là những người trẻ không có tư duy hệ thống. Bởi vì rằng là cái người mà có tư duy hệ thống là người ta sẽ nhìn khác. Người ta sẽ nhìn rằng là cái sự học nó sẽ đưa tới văn hóa. Cái văn hóa nó sẽ đưa tới cái phong cách. Nó sẽ đưa tới cái, một cái sự sống nó đủ đầy mà một cách hạnh phúc hơn. Thì cái điều đó là họ không nhìn thấy. Và thậm chí là họ bất cẩn. Bởi vì cứ sống cho ngày hôm nay thôi. Hoặc là nhiều lắm là cho ngày mai thôi. Nhưng mà người ta không sống cho tháng sau. Người ta không sống cho năm sau.
Thành thử ra là khi mà mình đã bắt đầu đi lý luận như thế đó thì mình không xây dựng nữa. Người cái người mà không có tư duy hệ thống là không bao giờ có tư duy xây dựng. Xây dựng để làm gì? Có cái gì thì xài cái đó, xài hết thì thôi. À. Thế thì sở dĩ mà thầy viết cái cuốn sách Tư duy dã tràng là thầy giải thích rằng chúng ta sẽ không có tương lai nếu mà chúng ta không có tư duy hệ thống. Nếu mà chúng ta không hiểu được là mọi chuyện nó liên kết với nhau, nó đi với nhau, và không có cái này thì nó sẽ không có cái này. Và nếu mà các bạn muốn hạnh phúc trong cả cuộc đời của bạn thì các bạn phải làm một số điều để mà nuôi nấng cái hạnh phúc đó, nuôi dưỡng cái hạnh phúc đó. Thì hiện thời thầy rất quan tâm về cái tư duy của xã hội này, là hiện thời đã đang rất ít người có tư duy hệ thống. Thế thì nói thêm một chuyện nhé, là cái tư duy hệ thống nó liên quan đến tâm linh đấy. À, thí dụ như là một người hỏi rằng thầy ơi, làm sao mà mình nhìn một người cái mình đoán được tương lai và mình đoán được dĩ vãng của người ta? Đó là tại vì dĩ vãng, tương lai và hiện tại đó là một hệ thống. Thành ra là cái người nào mà có tư duy hệ thống sâu sắc là người ta đoán được tương lai. Chẳng hạn như là nếu mà Bảo Nhi mà học rất chăm chỉ thì tương lai của Bảo Nhi sẽ là đậu tiến sĩ, sẽ là có chức vụ lớn. Đấy, thì khó gì đoán cái chuyện đó. Đó. Thế. Thế cũng như là ngày hôm nay Bảo Nhi như thế này thì tôi đoán rằng là cách đây mấy năm Bảo Nhi rất chăm học. Tại vì được như thế này thì phải chăm học thì mới được như thế này. Thế thì khó gì mà đoán cái dĩ vãng. Thế thì khi mà một người mà có óc quan sát rất là sâu thì người ta nhìn một nhân vật nào đó hoặc là nhìn một hiện tượng đó là người ta đoán được cái dĩ vãng và người ta đoán được cái tương lai. Là bởi vì mọi chuyện nó dính hết vào với nhau. Bởi vậy cho nên là chúng ta mới thấy Chẳng Trình hay là ông Nostradamus, họ sống cùng thế kỷ với nhau đấy. Là họ nhìn thấy cái tương lai xa và họ nhìn thấy cái dĩ vãng xa. Đó là tại vì họ có cái tư duy hệ thống rất là sâu. Và họ nhìn thấy mọi chuyện dính liền với nhau. Đấy, đấy. Thế đó là tư duy hệ thống hết. Tức là nói tóm lại, chúng ta không thể nào sống trong một cái thế giới, trong một cái vũ trụ mà mọi chuyện đều liên kết với nhau. Mình muốn hay không mọi chuyện đều liên kết với nhau, mà chính mình lại nhìn những cái hiện tượng đó một cách rời rạc thì mình nhìn sai rồi. Mình nhìn sai cái thế giới rồi. Và mình khi mình nhìn sai cái thế giới thì mình không thể sống đúng được. Thế thành ra là cái tư duy hệ thống đó, nó là cái dụng cụ để mà hiểu cái vũ trụ, để mà hiểu cái chỗ đứng của mình, vị trí của mình, để hiểu cái việc mình phải làm, để hiểu cái tương lai của mình là cái gì. Nó là cái tư duy hệ thống. Khi mà liên hệ với những cái hành trình người trẻ thì cả con trong quá khứ cũng đã có những cái sự tự cảm thấy bản thân mình đang chưa có làm tốt những cái việc mà một người trẻ phải làm. Thì khi mà hôm nay nghe thầy chia sẻ thì con chắc chắn là thời điểm đó con chưa có tư duy hệ thống để mà có thể nghĩ xa hơn về những cái việc mà mình cần làm. Vâng. Thì đối với cái thời đại mà thông tin nó đang bị hỗn loạn như hiện tại như thầy vừa mới đề cập thì người trẻ chúng con rất là dễ bị điều hướng, thành ra là bị độc hóa trong một cái thế giới mà mọi người đều muốn sai khiến chúng con. Thế nên dẫn ra kết quả như thầy nói là nhân quả thôi, là bắt đầu không có tư duy hệ thống, mình nói chuyện thì mình cũng không diễn đạt được hết cái ý mình nghĩ trong đầu, mặc dù có thể là lúc đó không có ý như vậy nhưng mà lại nói một cái điều khác, bắt đầu mai một cái khả năng tự nhiên của chúng con. Thì đối với trường hợp như vậy thì chúng con làm sao để mà có thể tiếp nhận và ứng phó với cái thông tin ngày nay để có thể tự bảo vệ và có những cái suy nghĩ nó chắc chắn? Rất là khó, là bởi vì rằng là cái xã hội này là cái xã hội mà càng ngày cái nhân quả nó càng rời rạc. Tức là có nhiều việc mình làm mà nó không có nhân quả. Lừa đảo trên Internet không có nhân quả. Có nhiều chuyện là tày trời được tha thứ và rất khó hiểu. Có nhiều chuyện rất là tiêu cực mà không bị trừng phạt. Mà ngược lại, lại có nhiều chuyện rất đạo đức lại bị trừng phạt.
Thí dụ như là người đi đúng đường, lái xe đúng đường bị đâm chết. Người ta đi đúng đường, người ta đi một cách rất là theo tốc độ rất nhẹ nhàng, chậm chạp, đàng hoàng, người ta bị đâm chết. Và có phải một người đâu, rất đông người chứ mới chết chứ. Thế tức là mình thấy rõ ràng là cái nhân quả nó không 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 dính liền với cái hành vi nữa rồi. Có những cái hành vi tày trời thì không bị phạt, mà có những hành vi mà thật sự là rất là ngoan ngoãn đạo đức thì lại bị phạt. Thế thành thử ra là cái xã hội này do đó nó mới tạo nên sự hỗn loạn. Là hỗn loạn là bởi vì rằng là cái nhân quả nó không đi với hành vi. Tức là có nghĩa rằng cái tư duy hệ thống nó đang rời rạc, nó đang bị phá tan. Thành ra là rất cần chúng ta phục hồi lại cái tinh thần mà nhân quả, hệ quả đi với cái hành vi. Để mình mới thiết lập lại cái hệ thống công bằng của xã hội, hệ thống công bằng của vũ trụ. Chúng ta đang phá vũ trụ. Chúng ta đang phá vũ trụ. Rất nhiều người ta đốt rừng để có mặt bằng để xây nhà, để bán nhà, để có tiền. Và xong rồi có tiền để làm gì? Có tiền để cất vào một cái két sắt. Và để vào cái két sắt rồi cái tiền nó mốc, hay là ở trong cái một cái tài tài khoản là điện tử mà nó toàn là con số màu xanh. Đó. Mà người ta không biết để làm gì với cái số tiền đó. Tức là nó không đi đâu cả, nó không giúp ai cả. Nó cũng không bị trừng phạt khi có lỗi, nó cũng không được thưởng khi thì tức là nói tới tóm lại là chúng ta đang sống một cái thế giới mà cái tư duy hệ thống nó đang vỡ tan. Thành ra rất cần chúng ta phải khôi phục nó lại. Với những bạn trẻ mà bắt đầu có chút niềm tin từ thầy khi mà thầy chia sẻ là nếu như chúng con không có tư duy hệ thống thì những cái nhân quả nó sẽ đến sớm. Mình không học thì mình sẽ sống trong cái vùng thoải mái của mình suốt đời. Mình không có khám phá hết được cái tiềm năng của mình. Vâng. Và mình cũng không biết làm thế nào để mà suy nghĩ tích cực về tương lai của mình. Vậy thì trong tư duy giải tràng cuốn sách của thầy thì con rất là mong là nó sẽ sớm được xuất bản để mà chúng con có thể nghe được những cái trải nghiệm thêm của thầy. Vâng, thầy thì cố gắng viết rất đơn giản. Mà thầy, tại sao thầy dùng cái hình ảnh của con dã tràng? Là cái con dã tràng này nó hơi kỳ lạ tí. Là hỏi nó tại sao dã tràng xe cát vậy? Dã tràng sẽ trả lời tôi không biết. Thế nhưng mà dã tràng xe cát từ bao lâu rồi? Tôi xe cát từ mấy triệu năm nay rồi. Thế dã tràng xe cát thế có lợi cho ai? Tôi cũng không biết. Và thế dã tràng xe cát, dã tràng có biết rằng là mỗi lần xe cát xong thì một phút sau sóng nó vào, tôi đã đánh tan hết tất cả những gì mà dã tràng vừa làm. Mà cứ như thế từ mấy triệu năm nay rồi. Tôi biết. Thế nhưng mà tại sao dã tràng lại làm tiếp? Tôi cũng không biết. Đó. Tức là cái con dã tràng nó tiêu biểu cho một cái tư duy không phải là tư duy hệ thống. Nó không biết tại sao cả. Nó không biết thế nào cả. Nó không biết để làm gì cả. Và không biết làm thế cho ai cả. Thì nó không có tư duy hệ thống. Thành ra là thầy cũng nói thật là khá vui khi tìm được hình ảnh của con dã tràng để mà chứng minh được là chúng ta không thể nào sống như con dã tràng được. Con dã tràng nó không có tương lai. Con dã tràng chắc chắn là không có tương lai. Nó chỉ có thể đẻ thêm những con dã tràng để tiếp tục làm cái việc vô ích thôi. Tất nhiên rồi, nó không hoàn toàn vô ích. Nếu mà mình nhìn kỹ về mặt vật lý thì nó cũng ít nhất là nó là một con vật nuôi những con vật khác, tức là nó để cho những con vật khác nó ăn. Nhưng mà nếu mà sinh ra để cho đứa khác nó ăn thì thôi, thật sự là thầy nghĩ rằng là nó phí quang. Cái này thì một là gần như là một lỗi của vũ trụ là chế ra con dã tràng. Thế nhưng mà mình nhìn con dã tràng thì mình hiểu rõ là trong cuộc sống này mình rất cần có tư duy hệ thống. Không hiểu tại sao mình sinh ra để làm gì, để làm cho ai, có ích gì thì thực sự không đáng sống. Thế thì thầy dùng hình ảnh của dã tràng để các bạn trẻ dễ hiểu hơn cái sự thực dụng của tư duy hệ thống.
trên cái hành trình mà thầy liên tục sử dụng tư duy hệ thống để mà đối mặt với những cái thử thách thì con không biết là có khi nào thầy cảm thấy mệt, là sao? Khi nào thầy cảm thấy là thầy không muốn đi tiếp nữa hay không? Ôi, cái cuộc sống là luôn luôn mình muốn đi tiếp. Có hệ thống hay không mình cũng vẫn đi tiếp, bởi vì mình phải sống. Cái con người đó, mình không thể nào mình phủ nhận được một điều là cái sức sống của con người nó mạnh lắm, và sức sống của tất cả các sinh vật nó mạnh lắm. Cái sự sinh tồn là nó có hiện thời, nó có trong mọi loài và trong cả loài người nữa. Bằng chứng là trong cái cuộc sống của chúng ta có hai cái chức năng mà chúng ta rất quan tâm, đó là ăn và sinh nở. Tức là nói một cách nôm na là cho bụng nó no và cho cái tình cảm của chúng ta nó dồi dào. Thế thì nói cho cùng ra, thật ra tất cả mọi sinh vật đều sống như thế. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta mà lý luận như thế đó, thì chúng ta tự hỏi rằng là cái đồng tiền nó có cái giá trị gì trong cái chuyện đó? Nó chẳng có giá trị gì hết. Bởi vì rằng là chúng ta cần tình yêu, chúng ta không cần tiền. Và chúng ta ăn, chúng ta cũng không cần tiền. Không cần nhiều. Thì đây là một cái mâu thuẫn là nó cho thấy rõ rằng là chúng ta kiếm tiền là vô ích. Mà chúng ta chỉ cần ăn sướng và làm tình sướng đó. Thì là nó đầy đủ cho cái cuộc sống nghe. Mà chúng ta cho rằng là như thế là đủ đầy. Tất cả các bạn trẻ hiện thời không có lầm đâu. Họ lo ăn và họ lo có cuộc sống tình cảm dồi dào đó. Thì thầy trông thấy các bạn trẻ. Và nhưng mà cái lầm lẫn là không nhìn tương lai, không có coi cái tương lai là quan trọng. Thành thử ra là thầy thấy rất đông, có thể nói là rất rất đông các bạn trẻ ở cái tuổi 18, 22, 25 là bồ bịch kiếp rất là nhiều, mà không có quan tâm lắm về cái tình yêu, không quan tâm lắm về cái tình cảm mà mình trao cho ai, hay là quan tâm không đủ. Tưởng là mình đủ đấy, nhưng mà so sánh với những người xưa thì thua kém rất là nhiều. Và ăn uống thì lại ăn uống hơi xô bồ, không chú ý cái gì mình ăn. Và do đó cho nên là không tìm một cái cuộc sống có chất lượng. Thì cái việc mà tìm một cái, mà có được cái cuộc sống mà không có chất lượng, nó cũng là cái hệ thống tư tưởng của ngày hôm nay. Là ngày hôm nay đó, là chúng ta đang có một cái thế giới rất xô bồ, có một cái thế giới rất hỗn loạn, mà không còn có cái gì là giá trị thật nữa. Đấy. Thì cái đó nó cũng là cái ảnh hưởng của cái tư duy hệ thống, sự thiếu vắng của tư duy hệ thống. Chứ người nào có tư duy hệ thống thì sẽ đi tìm chất lượng. Tất cả mọi thứ mà thầy chia sẻ nãy giờ thì con nghĩ về chuyện là chúng ta phải yêu thương bản thân, phải luôn luôn tiến đến để mà mình có thể yêu thương chính mình và yêu thương những người xung quanh của mình. Thì bắt buộc chúng ta phải có một cái sự lo nghĩ về tương lai, về những gì mà đang diễn ra, mình phải quan sát, mình phải học hỏi, mình phải cầu tiến mỗi ngày để mà mình có thể hạnh phúc. Thì con nghĩ đó là cái mục tiêu mà ai cũng muốn đến thôi. Và nó cũng đang ở ngay đây, nhưng mà chúng ta lại đi xa quá, đi vòng vòng. Thì để kết tập podcast ngày hôm nay, và cũng rất là mong chờ quyển sách Tư duy giải tràng của thầy. Vâng, thầy cảm ơn Bảo Nhi. Thật ra là thầy hay thường nói, và cái này, cái câu nói này thì chắc là các bạn cũng gần thuộc lòng rồi, là khi mà toàn thế giới thương yêu mình thì mình không thể nào thất bại. Có nghĩa rằng nó có một cái logic giữa cái tư duy hệ thống của cuộc sống mà mình tạo nên cái tình thương chung quanh mình ấy, thì mình không thể nào mà người khác không để cho mình bị thất bại. Người ta thương mình, tức là mình thương ai thì người ta thương lại, và người ta thương lại thì người ta sẽ giúp đỡ mình. Thì cái câu chuyện này đó là mình đã thấy là muôn đời nó như thế rồi. Thì thầy phải nói như thế này, là các bạn trẻ thời nay không cho cái tình thương đủ, rồi xong rồi than vãn là mình không có đủ người ta thương mình để mà mình thành công.
Thế thì muốn thành công đơn giản lắm. Mình thấy một người người ta đang cần mình giúp đỡ, mình giúp. Đừng tính công. Mình thấy người này đang làm cái gì mà người ta cần cái sự hỗ trợ của mình hỗ trợ. Thì sau đó đó, mình cần cái gì thì người ta hỗ trợ mình thôi. Thấy thấy được cái đó là một cái cách nhìn mà nó vô cùng đơn giản. Vô cùng đơn giản mà nó luôn luôn muôn đời nó là như thế. Thế nhưng mà hiện thời đấy thì thầy thấy là các bạn trẻ đó đôi khi rất là ích kỷ. Thầy thấy trong cái cuộc sống của thầy đó, là chung quanh thầy có rất nhiều người trẻ. Thầy đang nghĩ tới một đứa mà nó hiện thời nó đang 23 tuổi. Nó không cho ai cái gì cả. Nó lấy cái của ai cái gì thì nó lấy nhưng mà nó không cho ai cái gì cả. Và chỉ bảo rằng em chỉ lấy cho tôi cốc nước thôi là nó đã không làm rồi. Tại vì nó không hiểu tại sao nó phải làm. Đấy. Xong rồi sau đó nó nhờ mình một việc, nó ngạc nhiên là tại sao mình cũng dập dừng, mình không không muốn giúp nó. Tại vì mình hỏi nó cái gì nó cũng không cho hết cả. Đấy. Thì theo thầy đó, chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đầu tức là phải hiểu rằng là trong cái thế giới mà mọi người yêu thương nhau đó thì không ai thất bại hết. Và nếu mà mình làm cho mọi người yêu thương mình thì mình không thể nào thất bại. Mà không thể nào thất bại là gì? Không thể nào thất bại thì là mình thành công thôi chứ gì nữa. Có phải là tất cả các em đều mong mỏi cái sự thành công? Vậy thì cái đó là cái cách đơn giản nhất để mà đi tới thành công là chúng ta thương yêu tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ thành công. Đấy. Thì cái đó nó cũng là cái tư duy hệ thống đó là có trao có trả. Ngày hôm nay thì con nghĩ cái việc mà con hỏi thầy những câu hỏi về tư duy hệ thống nó sẽ liên quan đến về cái sự chuyên môn thứ hàng lâm mô hình, nhưng mà sau khi mà nghe thầy tổng kết và những cái lời chia sẻ những thông điệp từ thầy thì đúng là vẫn quay về cái việc là chúng con phải lan tỏa cái lòng yêu thương, trước nhất là mình phải yêu thương bản thân mình, đem cái tình yêu thương đó mình chia sẻ với mọi người nữa, thì cái cách đó cũng vừa là mình có tư duy hệ thống trên mặt lý thuyết nhưng mà bản thân mình cũng đang tạo giá trị cho mình khi mình làm như vậy, thì nó tự nhiên may mắn cái sự hệ thống đó nó mang đến cái quả vì mình đã gieo được một cái nhân nó có giá trị. Thì đó là cách mà con rất mong là những các bạn và quý khán thính giả ngày hôm nay nghe được những thông điệp từ thầy sẽ có những góc nhìn mới về việc là mình hình thành tư duy hệ thống một cách đơn giản như vậy mình ở ngay cái thời điểm mà các bạn đang có mặt. Thầy đi xa hơn một chút. Thầy có viết trong cuốn Một đời quản trị hay là một đời như kẻ tìm đường đó. Thầy có viết như thế này. Nếu mà bạn mà nhặt cái tờ giấy dưới đất và bạn bỏ vào trong cái thùng rác thì bạn tạo một giá trị. Nhưng mà nếu mà bạn khuyến khích một người nào khác mà cùng làm với bạn thì bạn nhân cái giá trị ra. Còn nếu mà bạn mà làm cho tất cả xã hội nó đi đi nhặt rác để nó ném vào thì không những là bạn tạo giá trị mà bạn lại còn tạo nên là người ta sẽ nhìn nhận bạn là một một lãnh đạo. Nhiều người hỏi thầy rằng muốn làm lãnh đạo làm thế nào nhỉ? Và rất đơn giản. Mình chế ra một cái gì mà mọi người theo thì mình là lãnh đạo. Đấy. Thế mà muốn mọi người theo ấy, thì cái chuyện đơn giản nhất là mình cho tiền. Nhưng mà người ta chỉ theo mình lúc mà người ta cầm tiền thôi. Thầy đúng hơn là họ chưa cầm tiền thì họ theo. Đến khi cầm tiền rồi họ bỏ đi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tạo một cái giá trị mà làm cho họ quý mến mình, để họ quyến luyến mình, họ muốn theo lâu dài kìa, chứ họ không có muốn là chỉ nhất thời, thì mình trở thành người lãnh đạo. Mình trở thành người chỉ đường, dẫn dắt mọi người. Đấy, nó đơn giản thế. Và cái này là cái tư duy hệ thống nó áp dụng cho cái quản trị. Tức là muốn làm sếp thì mình phải chứng tỏ là mình tạo giá trị cho tất cả mọi người và mọi người đều muốn theo mình. Thế thành ra là cái một cái sắc lệnh bổ nhiệm mình nó không có giá trị bằng là cái sự nhìn nhận của tất cả mọi người là mình là người sếp. Đấy, nó cũng là tư duy hệ thống. Thế thành thử ra là bây giờ nhé, mình nói tóm lại là rất đơn giản thôi. Là bây giờ là mình muốn
thành công thì mình tạo giá trị cho tất cả mọi người yêu thương mình, và mình muốn làm sếp thì mình tạo nên những cái giá trị mà làm cho mọi người đều theo, thì là mình làm sếp. Sự yêu thương là cái chìa khóa mà đó là cái chìa khóa bền vững. Chứ còn nếu mà mình cho tiền, bảo rằng là tôi cho tất cả mọi người mỗi người 100 đô, thì nó bảo rằng là thế anh muốn em làm gì, nhặt giấy, em làm giấy 1 tiếng thôi nhá, nhặt giấy 1 tiếng thôi thì là 100 đô. Thế nhưng mà nếu mà tiếng thứ nhì nó là 200 đô, thì là lúc đó nó là sự mua bán, chứ nó không phải là cái tạo giá trị theo tư duy hệ thống nữa. Nhưng mà nó cũng vẫn là hệ thống, nó gọi thế là hệ thống buôn bán. Nhưng mà nó không phải là cái hệ thống tình cảm nữa, nó không phải là cái hệ thống giá trị nữa, mà nó là cái hệ thống là tôi mua cái gì bạn bán cái gì, thì nó là sự trao đổi. Mà cái sự trao đổi thì nó phải theo cái logic là win-win, tức là phải cân bằng với nhau. Ngày hôm nay thì con được hiểu cái phần tư duy hệ thống nó không chỉ là tư duy về mặt logic hay không, nó còn bao gồm rất là nhiều những cái giá trị đạo đức của con người. Đúng rồi. Phải biết quan sát, vâng, phải biết để ý những người xung quanh của mình, có lòng yêu thương nữa, và cái sự bao dung của mình khi mà mình thấy những cái lỗi đó nó cứ xảy ra hoài thì mình phải làm như thế nào nữa. Ngày hôm nay chúng con vô cùng biết ơn vì thầy đã luôn có một cái sức khỏe như thế này để gửi đến chúng con những cái bài học, câu chuyện. Vâng. Hôm nay là tư duy hệ thống sẽ hy vọng là một cái series podcast này với tập này, đặc biệt tập này, sẽ mang đến cho mọi người một góc nhìn là chúng ta phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Vâng. Và cũng phải yêu thương những người xung quanh, từ đó trao giá trị, thì mặc nhiên tư duy hệ thống sẽ hình thành và con đường phía trước sẽ rất là rộng. Mình có thể tóm tắt bằng một câu: mình không sống một mình. Và khi mình không sống một mình thì tất cả những gì mình làm nó có ảnh hưởng đến người khác, và tất cả những gì người khác phản ứng nó sẽ có ảnh hưởng đến mình. Nó gọi thế là tư duy hệ thống. Xin cảm ơn Bảo Nhi rất là nhiều, và xin cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi. Hôm nay thì con cũng xin gửi lời biết ơn đến Lidl Hà Nội Coffee đã tạo điều kiện để mà con với thầy có những cái cuộc trò chuyện về tư duy hệ thống, để khán thính giả có thể hiểu hơn về tư duy này và có thể hình thành cho mình ngay từ bây giờ. Rất là cảm ơn mọi người và xin kính chào, hẹn gặp lại mọi người ở những tập sau. Vâng, chào tất cả mọi người. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây.